Mặc dù được bàn giao đất từ năm 2010, nhưng đến nay, dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam ở thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ vẫn chưa triển khai. Dự án đắp chiếu bỏ hoang, chủ đầu tư xin gia hạn để kéo dài thời gian ôm đất vàng, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2010. Dự án có quy mô trên 3.500 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 5,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện sau 10 tháng. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn thiện xây dựng các hạng mục, lắp đặt thiết bị máy móc và đưa dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Thế nhưng đến nay, đã hơn 12 năm dự án vẫn đắp chiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam mới san lấp được khoảng 70% diện tích đất thuê, đã xây móng tường rào ba mặt khu dự án, chưa xây dựng các bộ công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động. Toàn bộ khu đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm, người dân thả trâu bò và đổ trộm rác thải sinh hoạt hàng ngày, gây ô nhiễm, mất vệ sinh. Dự án này về đây cũng trên 10 năm rồi nhưng mà triển khai ngay bước đầu xong rồi bỏ lửng từ bấy giờ không thấy động tĩnh triển khai gì. Thế và qua các cái thời gian nó trôi qua thì nhân dân nên là đổ rác bừa bãi, thế rồi là địa phương cử tri nhân dân nên là cũng đã rất nhiều lần có cái kiến nghị là nếu như mà công ty hoặc doanh nghiệp mà không sử dụng mà đã lãng phí tài nguyên đất, thế thì cũng có cái đề nghị là sẽ thu hồi lại. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2860 về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam thuê đất trên địa bàn xã Thiện Phiến. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép công ty được gia hạn 24 tháng kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 1 năm gia hạn, công ty vẫn chưa triển khai xây dựng được một hạng mục nào. Trong khi đó, các cấp chính quyền ở huyện Tiên Lữ đã nhiều lần kiến nghị thu hồi dự án. Tỉnh có chấp thuận gia hạn cho cái này đến năm 2023, nhưng với cái phương thức như thế này thì tôi cho rằng các anh vẫn không thực hiện được. Các anh ấy chỉ là có những cái chiêu bài là cứ hết, mà tôi được biết là nếu như các anh gia hạn đợt này là đã gia hạn đến lần thứ 2, thứ 3 rồi đấy, chứ không phải gì đâu. Thế mà cũng báo cáo với đồng chí là tại sao cử tri bức xúc là hiện nay là các anh để như thế, vừa là hoang, vừa là phí cái quỹ đất của địa phương đi. Hai nữa là ở đây là một cái tiềm ẩn để cho chứa chấp cái rác thải mà địa phương chúng tôi là rất nhiều lần mất kinh phí để phải cất dọn. Thực tế ở địa phương thì bản thân ở địa phương mình cũng nhìn thấy cái dự án đó và mình cũng đã theo dõi cả một cái thời gian rất dài và rất nhiều lần kiến nghị qua các cái văn bản. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã ít nhất là đã 4 lần, gần nhất là lần tháng 7 năm 2021 là đã có kiến nghị gửi Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh là để đề nghị là dừng và thu hồi dự án. Lý do là cũng đúng như là đồng chí vừa trao đổi ấy, là lý do là dự án này là chậm triển khai so với cái chấp thuận đầu tư của tỉnh rất là lâu rồi. Dự án chậm triển khai, chủ đầu tư xin gia hạn để kéo dài thời gian, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết đã đến lúc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm chấm dứt tình trạng bỏ hoang của dự án này. Trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thông báo số 120 ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc kiểm tra đánh giá khả năng tiếp tục triển khai thực hiện dự án của một số dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng và huyện Tiên Lữ ra soát. Trước chỉ đạo trên, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kết luận kiểm tra đối với dự án trên, theo đó yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình đi vào hoạt động theo thời gian đã được gia hạn theo đúng quyết định số 2860 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.